Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của mình. Hôm nay mình chỉ làm một cái vlog rất là ngắn thôi để khoe bọn chó ngộ nhà mình. Cái hộp không ăn ý thì cả đều nhà. Dạo khôn á hả? Xuống chạy vắc xin à? Chắc cưng người địa phương đó cha. Tèo rất là tình cảm nha. Còn cháu Oxy thì đây.